Ơi, xin chào anh em, hôm nay xin chào anh em nhé. Hôm nay bonsai bên nhà chia sẻ với mấy một cái cây xem quay mấy anh em diêm xin cho vui nè. Có gì không biết là nếu anh em là thích thì cũng có thể giao lưu. À, cây này cũng to đấy nè, to, đó, hai thân, này có hai thân. Cây chi của nó mình mới vừa làm xương lại mấy em, làm xương lại này, làm xương lại để đang đặt bật lật non rất là nhiều. Để hòn ở đây, mình thấy không? Những cái đây cái mặt lũa của nó tự nhiên ngày xưa đó, nó muốn không có còn bị mục nát nữa mấy em. Nói chung là cây này tự nhiên nó u mình mấy, nó u bướu cục luôn, thấy u bướu cục không? Cây này là cây sam rất là già mấy anh em, nó u bướu cục cục luôn, rất là đẹp. Nên nó là không có nói về đời già thì cây này phải khỏi phải chê. U mình của nó tự nó u nó nu ra luôn, chứ không phải là mình cắt. Mình cắt ở đây là mình anh em mình lấy cái tay kéo mình cắt cho để mình làm nu nó dẻ nu cho nó thì nó không phải. Cái đình nó tự nó u lên. Từ nó u lên. Cây này là dễ thương mấy nè, xem trái đang hòn mấy nè, à, nó có trái nằm trong góc kia, còn trái này biết quý vị, thấy trái mấy nè, thấy trái không? Trái đây, để xem trái này, xương này là cây sam thì nó ra rất là nhanh, buộc mấy nè mình phải làm xương cho nó mấy nè, làm xương cho nó nè. Làm xương cho nó thì nó mất thời gian của mình lắm, mình dập rồi cắt dập rồi làm xương cắt dập rồi làm xương, nên cái cây mà nó rất là công phu. Cây sam thì nó thứ hai nữa là nó chậm lớn mấy anh em, cây sam là nó cực kỳ chậm lớn, nên là cái mình mà làm tay cành làm xương cho nó thì nó cực kỳ lâu, bù lại là cái giá trị của nó sẽ có nha mấy anh em. Đó, mấy anh em nhìn thấy đây là do để cái chậu cao quá vô không có được. Đây là mặt trước nó nè, nó xây tứ diện đẹp lắm mấy anh em. Đây, nó xây tứ diện, tay chi nó là tứ diện hết à. Không có hai thân một cái cốt rất là lớn, cốt bự rồi. Hồi xưa thì mình nhiều mấy cây sam đẹp đẹp mấy, mình bán giao lưu cho mấy anh em hết rồi. Giờ còn là một vài cây để vườn. Mà anh em nào thích thì cũng khoảng rẻ luôn. Đây là mặt ngang. Mặt ngang của nó. Đây là anh em xem mà xương mình làm ra. Lắc nó lượng cắt giật rồi lắc cả lượng, nói chung là hàng này làm công phu không phải là dạng hàng chợ mấy anh em. Cái này dòng này là dòng lá nhỏ trái lớn mấy anh em. Là có nếu anh em tìm hiểu sam nó cũng có nhiều loại nữa, không phải là một loại không đơn thuần. Đây cốt đế nó nằm trong đây, soi cho mấy anh em nhìn cho kỹ để đây cốt nó hài cốt, đó là cây hài cốt. Mình đang kéo thêm rễ, kéo thêm nuôi thêm những cái cành này xương xuống để làm đế cho nó thêm vững chắc mấy anh em, làm đế thêm nó vững chắc. Kỹ thuật này anh em là cũng biết hết, xương của nó mình mới dập lại này, mới giữ thép lại chứ không là để thời gian nó mất. Nó mất tay chi hết mấy nha. Như đây này không, những cái co đây là nó ra. Bây giờ mình cũng phải làm xương lại cho nó, không là nó mất hết tay chi hết rồi, nhìn cây nó xấu á. Đây là số anh em trên hội diễn đàn và chia sẻ, mình cũng học hỏi anh em mình làm lại. Cây nào cũng phải làm hết.
những cái mặt này là mặt lúa, mặt lúa lõi cắt ở ngoài rừng, bây giờ nó khít luôn mấy anh em, liền luôn, thịt nó liền vô luôn hết, cây rất là lâu năm, cây rất lâu năm. Đây là con cu đậu chi mưa mấy anh em, mưa. Rồi, đây là cái xem mà cho con em xem lại lần nữa ha. Rồi, cảm ơn mấy anh em rất là nhiều nha. Rồi, cảm ơn mấy anh em rất nhiều, chúc mấy anh em một năm mới vui vẻ ha. CBN xin chào và hẹn gặp lại mấy anh em trong các clip sau về cái cảnh giao lưu tại vườn ha. Rồi, xin cảm ơn mấy anh em rất là nhiều.